Theo đó, khoảng hơn 40.000 người lao động đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 1 khi đến siêu thị Phúc Lợi Eramark sẽ được mua hàng hóa nhu yếu phẩm với mức giá bình ổn tốt nhất thị trường. Hiện có hơn 20 tập đoàn nhãn hàng lớn đang cung cấp sản phẩm tại siêu thị này, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng, đặc biệt là trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán sắp đến. Ngoài ra, siêu thị này cũng liên kết với các đơn vị tài chính hỗ trợ người lao động khó khăn, có thể mua hàng trước, trả tiền sau, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Dự kiến mô hình siêu thị Phúc Lợi sẽ được tiếp tục nhân rộng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.